chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Sau một tuần thì mình quay trở lại thăm gia đình đôi vợ chồng trẻ. Thì thông qua chương trình thì có chú Điền Vũ có hỗ trợ cho gia đình vợ chồng trẻ nhà anh cho một cái tủ quần áo và một chiếc giường. Thì video hôm nay thì mình sẽ đến đây để trao cái món quà của chú Điền Vũ cho gia đình đôi vợ chồng trẻ. Để không bỏ lỡ những cái video trên kênh của mình, các bạn đừng quên ấn đăng ký. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng xem video của mình nhé. Đây là cái thang giường. Đang đấy nhỉ. Đây cái tủ nhựa này. Rất là đẹp luôn. Cứ tạm thời là như thế. Bà có tặng gì không? Bà có tặng gì cho hai vợ chồng này không? Cái gà gì? Ok ok, đấy thế. Rất là tuyệt vời. Đấy. Đi mua tủ với cái giường cho đôi vợ chồng trẻ thì mét 2 ok, mét 2. Hôm nay lần này là mét 2. Tôi lấy ra mét 6 lên cái mét 2 thì có khi sách ngủ các thứ gì không? Hả? Lấy cái mét 6 được. Cho rộng rộng tí. Màu nào là tối tối. Đấy, màu tối rồi. Ok. Đây là bà tặng ngay đúng không? Đây bà tặng. Đấy. Đây bà cho đây. Quay thì quay bà. Hôm trước là hôm trước cháu làm ngôi nhà dưới kia đấy, có một anh là tặng hẳn một chuyến xe, tức nghĩa là 300.000 tiền anh ủng hộ cái nhà. Đây trả 300.000. Vâng. 104 này này, vào đây là 300 đúng rồi. Đây có 3 triệu, mai ra đây có viết hóa đơn không? À hóa đơn thì viết ra đây. Thôi, không cần phải hóa đơn đâu, tức nghĩa là cụ thể là cái tủ này là 2 triệu đúng không? 2 triệu. Cái giường 1 triệu. Và 3 triệu. Vậy thôi. Cái này là bà tặng và free ship vậy thôi. Đúng không? Thế thôi. Rồi. Bà cho hả? Rồi bà cho rồi. Đấy, từ 3 lần. Vâng, bác tạo điều kiện cho bọn cháu. Bọn cháu là cũng làm thiện nguyện thôi. Chứ còn mua cá nhân thì chắc bọn cháu tự chở rồi. Từ từ. Ok, ok, ok. Từ. Để lấy luôn đó. Ông vẫn rất là khỏe. Ông vừa đi Niêm Sơn về mà. Ông bảo nếu mà không phải làm từ thiện thì là ông cũng không giúp nữa vì là bây giờ mệt rồi. Giờ là cuối giờ chiều rồi mọi người ạ. Mình tranh thủ. Rất là tranh thủ vì là anh Hiếu thì là làm việc ở xã. Thì ngày hành chính thì không thể nào mà có thời gian đến với gia đình anh cho được. Mình thì cũng đi dạy học. Dạ. Có. Có mà. Thế là được tặng thêm một cái mét 2 nữa à? Bà vừa tốt bụng lại vừa xinh gái thế này. Ôi giời, mày lại khen bà. Vàng đeo đầy người. Vàng đâu mà vàng, toàn vàng. Thôi cháu thay mặt gia đình cháu xin. Sướng nhá, bà tặng hai cái ga nhá. Về giải cái ga lên thế là ngủ. Nhưng mà mùa này không cần ga. Hai ga luôn à? Hai ga luôn. Ok ok. Ga này để trẻ
đâu đâu nhỉ, cái kia đâu đấy, anh cho cái kia ra đây. Thanh niên lần đầu đi xe khách say sấp mặt. Say xe khách. Ok ok. Đây anh em mình nó một cân nhiều đấy nhỉ, một tải to đấy. Năm một cân có nhiều không? Một tải bằng tải gạo. Bằng tải gạo ấy. Đây xong rồi này. Ngồi anh đẹo nữa. Ờ, 50 cân được, cho 50 cân đi. Đấy loại nhỏ thôi. Đấy. Kìa chắc được rồi. Không nhưng mà cái loại mịn kia là nặng hơn nhá. Nặng hơn đấy. Khu nguyên bao hả chú? Không, cái này là xay được đó. À xay cái xay ra lấy ngô bột 50 cân. 5840 400 à? Phải xay ra mới được à? Đây, chậu kia nữa. Chia làm hai tải nhá. Chia làm hai tải. Mỗi tải 25 cân vác cho dễ. Không tí 50 cân đi xuống đấy vác cũng mệt đấy. Bao nhiêu rồi? 35 cân thôi. 35 cân thôi. Lấy cái, lấy chục anh. 30 đi. 30 là 90.000 đúng không? 30 cho thoải mái đi. Tí nữa lấy cho anh gói muối nữa nhá. Muối. Cái túi này ổn không em? Ổn. Anh là đi mang đi vứt dọc đường thì nguy hiểm đấy. Ờ. Chia đều ra thì dễ vác đấy. Vác dốc được chết giờ đấy. Anh mang đi tùy tiện thôi. Giờ anh ăn cả hạt thôi. Rồi ok. Thế là được đấy. Tải này nặng hơn.
chú cho cháu xin dây bộ hộ cháu. Ngô này thì là 80.000 một yến mọi người ạ, 50 yến. Đấy. Đi thôi nhỉ, buộc vào thôi, buộc vào xong rồi đi thôi. À đấy ạ, từ Hà Nội lên đây. Đúng rồi. Vâng, cháu đi từ trên thôi mà. Buộc hết rồi. Đi đi. Treo được không đi? Lại giấy để hỏng. Ok. Đi thôi. Xin chào chú lái. Xe ô tô chở đến đây thì phải dùng người vác lên, vác từng thứ một. Chỗ đường lên này cũng rất là bé luôn này. Có lên được không? À, con học lớp mấy rồi? Lớp 6 à? Học lớp 6 to quá nhỉ. Cho nằm xuống đi, đấy, cho luồn dây trước đi. Luồn dây vào. Có mỗi cái dây này á? Đấy, quên mất mua chạc rồi. Ở đấy. Có sợ tụt váy không? Đây, bác hộ một tí. Bây giờ là 7 giờ kém rồi các bạn ạ, trời cũng hơi tối rồi. Buộc từ hai cái riêng chứ. Ừ. Một cái một đầu ấy. Cho nằm xuống, cho cái tủ nằm xuống, đấy. Đấy đấy được rồi. Mẹ mẹ thân thiện mẹ. Ở thân thiện thì nha, đến kia bỏ nhá. Rồi ok. Rồi.
chí tàu theo du ấy phải. Do hôm nay anh cho được em Hiệp có đi làm xây ở nhà hai bố con A Sử về hơi muộn nên là cái món quà này vận chuyển từ nhà anh cho cũng chập tối rồi. Cái tủ đó. Cái tủ à? Để cái gì á? Tủ quần áo. Quần áo à? Trơn nhá. Chuẩn bị làm cơm nhá. Đi ra. Trơn lắm đấy. Chỗ này tối quá. Ôi, từ từ từ. Trơn thật. Đơn giản không? Từ từ nhá. Từ từ nhá. Chỗ này hôm nay ngã phát đấy. Đấy, ok. Thế là thế là đã vận chuyển đến nhà rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, ok. Ok rồi. Từ từ nhá, từ từ nhá. Ô, vui quá nhỉ. Có tủ mới rồi. Bây giờ là dọn dọn chỗ này, đấy đấy, lấy cầu thang ra đi. Cái đặt ở cuối giường này luôn thì nó sẽ tránh được cái sự ấy. Đúng rồi, mình để chỗ đấy là hợp lý luôn đấy, Hiệp ạ. Tháo dây phơi ra, đấy, tháo dây phơi ra. Rồi mình hai kề đây luôn. Cái này có cho vào bếp được không? Được, cái này mình dọn vào bếp được rồi. Cái này dọn vào bếp, tí nữa dọn luôn. Để cái giường mét 2 đây luôn. Đây do là hôm nay là ngày chủ nhật và ngày mai là ngày thứ hai nên là mình phải đi làm các bạn ạ. Nên là chiều hôm nay
thằng em cũng phải đi làm. Nên là hôm nay hai anh em vào đây hơi muộn một tí. Để các bạn xem video thì chắc chắn là sẽ không nét như kiểu ban ngày rồi. Mong rằng là các bạn hết sức thông cảm. Trước kia là cô Vân cô gửi tiền mua tủ như này rồi, nhưng mà tiền làm nhà thiếu, cho nên là mới cốp tiền vào làm nhà hết, thì mới không mua được cái này, chứ không là mua từ lúc là hoàn thiện nhà rồi. Đấy, dọn đi anh ơi, dọn đi. Cho vào trong đây nhá. Dịch vào trong sát giường luôn đi. Dịch vào trong sát giường luôn. Ờ đấy. Ok rồi đấy, được dừng lên xem nào. Vướng cái dây rồi đấy. À, dịch ra đấy. Khả năng dịch ra một tí đã Hiệp ạ. Không, dịch ra một tí, không dừng lên, không đẩy vào sau thôi. Dịch ra anh cho. Nhấc đi. Li mà bư ni mà muốn đánh to là chỉ bỏ lỡ. Dạ. Dạ. Nào, có cho xong nữa. Đó, xong rồi. Đấy, bây giờ là quần áo cứ để trong này. Quần áo để. Móc treo ở đây nhá. Vâng. Đấy, móc kìa, hiểu không? Rồi, móc ở kia kìa. Anh để kia kìa. Để kia kìa. Bên kia. Cái kìa. Đây, hướng dẫn cái biết. Cậu có ly không? Cậu có số. Ừ. Đấy. Có cái chìa khóa. Có chìa khóa mà. Có chìa khóa lấy chứ nhỉ? Đấy, những cái... chìa khóa anh cầm rồi nhá. Đây, chìa khóa này. Ví dụ trong này có tiền thì mình khóa vào, không có tiền thì thôi nhá. Đấy. Quần áo trẻ con này. Dép được này. Quần áo trẻ con đây này. Tóm lại là viết sử dụng. Đây quần áo trẻ con này, thế này cũng được. Quần áo trẻ con để đây nhá. Cấp để con gà nhá. Rồi, khăn giặt mình nhỏ nó cho về đi. Đó, nó ly không? Đấy. Còn bây giờ cái giường nữa đây này. Cái giường luôn đi. Okay. Cái này thì bây giờ hiện tại là cứ để một tạm thời đi, anh cho đi làm thuê về, sau đấy là em thành phố xuống hướng dẫn. Rồi. Sau đấy là bây giờ cũng muộn rồi, bây giờ là 7 giờ tối rồi. Đấy thì còn cái giường nữa các bạn ạ, còn cái giường nữa thì mình sẽ nhờ em Hiệp tam giác mạch hôm nào. Sang tuần anh cho làm cái xong cái nhà chỗ nhà anh Sử thì em về sẽ hướng dẫn anh lắp cái này. Và mình sẽ lắp để gọn vào góc này. Đấy. Đúng rồi. Chỗ này thì kéo đi đô rồi, đây ngủ được một cái nữa và kéo đi đô đấy nữa nhá. Ok nhá. Đấy là như thế, còn là cái bột ngô này nhá. Cái bột ngô này thì đây. Cái bột ngô này. Có ấy nhà mỏ pu từ bua này. Pu từ xin không? Ấy hiệp phiên dịch đâu. Cái khoản chăm sóc này thì bà con chưa biết hết, không phải dặn đâu. Cho con dê ấy nhá. Tu xì ấy. Còn cái ga này thì bây giờ ga này mùa này không ai ngủ ga nữa đâu. Để đấy mấy nữa là mình, em xuống lắp giường em hướng dẫn luôn một thế. Đây là những cái món quà này là của chú Điền Vũ. Nói một câu cảm ơn chú Điền Vũ cho nào. Cảm ơn chú. Sơ sinh từ này. Chú tí ló Điền Vũ nhá, phải nước ngoài này. Chú Điền Vũ là ở nước ngoài. Xin chào chú Điền Vũ. Xin cảm ơn chú Điền Vũ. Xin cảm ơn chú Điền Vũ. Rồi. Vợ có biết nói không? Nói được không? Hả? Cảm ơn chú Điền Vũ. Đấy, cảm ơn chú Điền Vũ thế nhá. Đây là hai cái món quà này là của chú Điền Vũ thông qua em để mang về tặng cho hai vợ chồng anh nhá. Mong rằng thì sau khi nhận được những cái món quà này thì anh sẽ sử dụng nó hợp lý và để cho nó gọn gàng anh ạ. Để cho nó gọn gàng sạch sẽ. Không có là cũng rất là khó chứ nhá. Đấy, nhà cửa lúc nào phải quét dọn sạch sẽ. Đấy, còn tủ quần áo thì mình bây giờ là cho vào tủ nhá. Quần áo mình mặc cho mình cho vào tủ treo em mua móc kia kìa. Đấy, mua đây này. Mua đây này, bao nhiêu móc đây này? 30 cái móc nhá. Thoải mái. Muối đây là pha cái bột ngô kia. Đây là như thế nhá. Thôi thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn tới chú Điền Vũ đã có cái món quà gửi cho hai vợ chồng trẻ.
Chúc chú luôn luôn có sức khỏe và chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ. Và có lẽ là mình sẽ bây giờ là mình lại hành trình 2 tiếng từ nhà anh Cho về Yên Minh của mình. Bây giờ là cũng là 7 giờ tối rồi, 19 giờ rồi, thì chắc là phải khoảng 9 giờ đêm mình mới đến nhà. Xin chào các bạn nhé. Chào tất cả mọi người. Anh cất cái này vào đi. Mua cà tu vào tắm. Cho cái chí muộn đè. Mua. Đây, nhấc cái này vào nhà trước đi anh ơi. Đấy, bé này rất ngoan nhỉ. Đi học tí nào chưa? Hả? Xin chào thế nào? Xin chào. Ôi giời, giỏi quá nhá. Ok, hôm nào dỗi bác lại lên dạy nói tiếng phổ thông nhá. Xin chào. Ông. Điền Vũ. Ok, rồi, ok, rất là giỏi. Rất hay, ok nhá. Chào anh nhá.